Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Avanza về điểm cuối năm 2023 này. Và chiếc xe Toyota Avanza đang được hỗ trợ 100% rồi trước bạn. Ngoài ra thì cũng được đại lý tặng cho anh chị thêm tiền mặt cũng như là tặng anh chị bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện. Thì chi tiết như thế nào em sẽ cập nhật cho anh chị như sau. Chiếc xe Toyota Avanza này thì có hai phiên bản là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Thì hai phiên bản này giá niêm yết lần lượt như sau. Phiên bản số sàn có giá niêm yết là 558 triệu và thời điểm hiện tại thì đang được giảm 50% thuế trước bạ từ nhà nước, 50% thuế bạ từ nhà máy và đại lý hỗ trợ thêm tiền mặt, bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện. Thì đối với cái ưu đãi bên trên thì phiên bản số sàn bây giờ Avanza anh chị chỉ cần khoảng chưa đến 560 triệu là đã có cả bảo hiểm thân vỏ, cả lăn bánh, rồi các cái phụ kiện đi kèm đầy đủ hết rồi. Và cái phiên bản thứ hai, phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 598 triệu và với cái ưu đãi là 100% thuế trước bạ cũng như là tặng thêm tiền mặt và phụ kiện bảo hiểm, thì chiếc xe phiên bản số tự động chỉ cần chưa đến 600 triệu lăn bánh là đã đầy đủ hết tất cả các phụ kiện rồi. Và em cũng quay qua cho anh chị xem về cái nội thất của xe. Vừa rồi thì em đã đi một vòng qua ngoại thất. Thì chiếc xe này là chiếc xe số sàn. Tuy là phiên bản số sàn nhưng mà option của xe cũng được trang bị tương đương so với phiên bản số tự động. Hàng ghế thứ hai. Và chiếc xe MPV này của Toyota thì ngồi rất là rộng rãi rồi. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tối ưu, chỉ có khoảng 6,63 lít cho 100 cây đường hỗn hợp. Và đối với dòng xe số tự động thì được sử dụng cái hộp số CVT kép, nên là cho ra cái mức vận hành là vừa êm ái, vừa mượt mà lại vừa tiết kiệm nhiên liệu. Nó chỉ ở dưới khoảng loanh quanh 6 lít trên 100 cây thôi. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Avanza này thời điểm cuối năm 2023. Anh chị nào cần em tư vấn thêm và nhận báo giá chi tiết thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.